Đâu. Hello, xin chào tất cả mọi người. Hiện tại thì Ngọc Anh đang có mặt tại Sala Makeup Store ở số 2A Trần Duy Hưng. Thì ngày hôm nay là một ngày khá là đặc biệt đối với mình. Ngày mùng 8 tháng 12 dương lịch. Vì ngày hôm nay là ngày sinh nhật của một người bạn khá là thân, một người bạn rất là đặc biệt đối với mình. Chính vì thế mà mình đã đến Sala Makeup Store.